À, giờ này trong vườn mình nhiều những con bồ hông nè, người ruồi, ong bướm rồi đó. Hôm nay mình sẽ dùng cái này để mình bắt nó nha người. Thì đầu tiên mình sẽ cho 2 muỗng đường vô cái này. Đây là cái chai rượu gạo của hãng người, thì bất kỳ cái chai rượu nào cũng được, cho nó mặt cơ đi đó, sen mặt cơ đi hay sen thật hay gì đó mình làm cũng được nha. Mình sẽ cho vào hết một chai và mình quậy lên cho nó tan đường nha người. Thì mình sẽ dùng cái chai nước 2 lít này nè, mình sẽ làm hai cái cánh cửa như nè người. Thì đầu tiên mình sẽ cắt cái đường này nè người, cắt để làm cái cánh cửa gì nè. Nó mình cắt hai bên luôn nha. Mình sẽ đẩy lên để cho nó hẻ ra cho ruồi đồ ong bướm rồi với mùa hông rồi nó bay vô người. Tại nó nghe cái mùi của rượu á, nó bay vô là nó sẽ rớt xuống dưới, là mình bắt được nhiều bắt mọi người, còn không bắt được thì thôi chứ biết làm sao giờ. Mình không có xài phân, không có xài thuốc sâu á, cho nên mình dùng cái cách diệt diệt côn trùng như thế này nha. Thì cái nước mình đã khuấy xong rồi nè, mình đổ vô cho mọi người xem là mình sẽ làm như thế này. Nhưng mà những chai còn lại á, mình sẽ đem ra ngoài cái giường mình buộc lên rồi mình sẽ đổ vô cho nó dễ hơn á mọi người. Nó thì mình đổ hết chai cũng được, mà mình đổ khoảng như đây cũng được nha người. Mình sẽ đem ra cái giường mà mình buộc lên cái cây như thế này nè. Đó, mình sẽ treo vô chỗ cái chậu hoa cải này một cái nè. Rồi cái giường mình làm ba ba cái đó mọi người. À, chỗ này một cái nha, còn ở chỗ chậu này cũng một cái nữa nè, còn cái chính giữa mình cũng treo một cái nữa đó. Thì sau 2 ngày sau á, chứ không phải ngày hôm sau, 2 ngày sau thì mình thấy nó bao nhiêu nè người. Tại ngày sau trời mưa đó, cái mình không có ra quay được á. Cái qua ngày sau nè, mình thấy trời ơi, những con bù hông nè, ruồi rồi nè, nó gọt lọt vô chết quá trời luôn nha người. Mình bắt được như đây cũng có hiệu quả lắm luôn á người.